trong ai nay thành tượng đá bồng con tục gọi là dòng phú hòn đang khen người lòng dạ sắc son bé con thơ thân quá đó đứng mãi trong chồng mà thuyền kia vẫn bắt tinh hồng ngập lòng sầu hoài dòng từ khi chàng ra đi lễ trào mi nàng lai lang lụy nàng nhìn đời những đời vô vị con thơ thổn thức ai bi mãi nghĩ suy nên chàng ra đi cảnh hàng chi chàng cam đôi lần còn trong đời theo cánh buồm xa xăm dịu dời dước trùng dương chàng ơi mau trở về người thiếu phụ mãi trong chồng nơi chốn xa xăm xa cách nàng mấy năm cớ sao chàng vẫn bận tâm bởi vì đâu chàng ra đi ân thân biết chàng không một lời từ giả bầu bạn để vợ nhà khốn khổ gian nan từ ngày xưa hai anh em lạc loài bơ giờ nên xui lầm kết nghĩa tóc tờ ai xui chi khiến anh em kết thành duyên nợ anh là chồng còn em là vợ căn gia đình hạnh phúc chồng nàng tỏ nỗi khúc nồi trời ơi nghe qua sự tình đà phân can thôi lỡ rồi đời mình khốn nạn vì mình là anh chính nó lại là em giờ này việc đời thật khó nghĩ suy nên lén trốn ra đi đi biệt tâm chẳng một lời gì chàng ra đi chàng cố đi xa xăm muôn dặm không mong ngày chàng trở lại để vợ nhà trong đời hết hồn.
con thuyền ông cũng về, sự tích bi đát ly kỳ, nên hồn này tục gọi là dòng